Xin chào các anh chị nhà đầu tư, chào các anh chị đã quay trở lại với kênh youtube của Công Minh Ngày hôm nay là ngày 27 tháng 5 thì mình sẽ lên một video để nhận định và trao đổi với các anh chị về thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay, ngày đầu tuần Đồng thời thì mình cũng sẽ lên cho các anh chị về những cái kịch bản của thị trường trong tuần này Và những cái hành động của chúng ta tương ứng để làm sao chúng ta sẽ đạt được cái hiệu suất giao dịch nó cao Và cái nội dung thứ hai mà mình muốn chia sẻ với các anh chị đó chính là chúng ta sẽ trao đổi một cái nội dung kiến thức đó chính là tư duy chúng ta lựa chọn được cổ phiếu khỏe bằng cách chúng ta sử dụng mẫu hình VCP thì nội dung mẫu hình VCP thì mình cũng đã từng chia sẻ với các anh chị rồi trong một cái video mà mình có ghi ở trên trên kênh này thì các anh chị muốn xem lại cái nội dung kiến thức về mẫu hình VCP nội dung về khái niệm cũng như là các cái ví dụ thì các anh chị cũng có thể xem lại video như vậy còn nội dung ngày hôm nay thì mình muốn nhấn mạnh với các anh chị về cái tư duy chúng ta lựa chọn cổ phiếu để làm sao để trong cái giai đoạn sắp tới khi mà thị trường nó có những cái trạng thái rung lắc thì chúng ta sẽ nhặt những cái cổ phiếu mà nó có cái tiềm năng tăng giá mạnh được chưa? để đạt được cái hiệu suất giao dịch nó cao nhá, yeah. ok? thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về thị trường chung trước đó. thì ngày hôm nay sau một cái phiên rung lắc khá là mạnh của cái phiên ngày thứ sáu với cái mức thanh khoản nó đột biến thì ngày hôm nay là thị trường nó có cái độ trứng lại với cái mức thanh khoản khá là thấp nhá. Yeah và theo mình thấy là cái mức thanh khoản của ngày hôm nay thấp này và một số cổ phiếu các cổ phiếu cũng đa phần là nó đều làm sao ở một cái trạng thái là nó kiệt cung và như chúng ta đã thấy là trong một cái giai đoạn mà thị trường ấy của bây giờ ấy, nó sau một cái nhịp mà nó kéo hồi từ cái vùng 1180 1170 lên đến cái vùng 1280 có nghĩa là nó kéo hồi khoảng một hơn 100 điểm đấy chưa và nó vá hết cho chúng ta một cái phiên rũ mạnh 60 điểm của cái phiên ngày 15 tháng 4 đó chỉ ngay trong tháng đấy thì nó đã vá lại cho chúng ta luôn và chúng ta nhìn cái đặc điểm của cái pha vá lại thì cái giai đoạn đầu là chúng ta không thấy có cái trạng thái là dòng tiền vào quá mạnh được chưa đấy giai đoạn đầu chúng ta thấy là dòng tiền nó vào nó tương đối ít và nó có những cái trạng thái là uh, lựa chọn những cái cổ phiếu mà nó nó mang tính chất là nó khỏe hơn thị trường để nó kéo được chưa đó thì sau một cái giai đoạn mà thị trường nó nó kéo với cái thanh khoản thấp thì thị trường bắt đầu neo lên cao cái vùng mà rung lắc mạnh thì nó có cái trạng thái là dòng tiền nó nó vào nhiều hơn cái vùng này thì mình đánh giá nó là một cái vùng FOMO khi mà thị trường nó đã kéo lên quá cao và nhà đầu tư ấy mà chúng ta không có được hàng ấy thì mới bắt đầu FOMO ở những cái phiên từ ngày 15 tháng 5. Đó, ngày 15 tháng 5 đến những cái phiên ngày 20 tháng 5 đấy, nó kéo một phát từ những cái vùng 1250 lên vùng 1280. Và những cái vùng này thanh khoản rất là lớn, kể cả bên mua cũng như là bên bán. Đấy, thì chúng ta thấy là cái trạng thái mà người mua thì bắt đầu là fomo đúng không ạ? Cái đoạn trước ấy, chúng ta nhìn ấy, mặc dù là cổ phiếu tăng lên 20 30%, nhưng mà đảm bảo là không có quá nhiều nhà đầu tư đạt được cái hiệu suất như vậy và đồng thời là nếu mà đạt được hiệu suất như vậy thì cái tỷ trọng mà chúng ta đánh cho cái nhịp đấy nó cũng không quá nhiều. Nên là cái đoạn này này nó kéo hồi rất là nhanh, đúng chưa? Và đoạn này thì những cái nhà đầu tư nào mà thấy là như kiểu đang uh, đang chưa có hàng ấy thì bắt đầu sốt sáng đúng không? Mới fomo vào. Thì khi fomo vào thì những cái người mà người ta mua được ở đáy người ta sẽ chốt lời những người đang kẹt hàng ở trên người ta cũng làm sao cắt lỗ đó thì nó sẽ tạo một cái cảm trạng thái là nó 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 rung lắc đấy chứ, nó rung lắc với thanh khoản cao đấy thì bản chất của thị trường nó là như vậy và những cái trạng thái mà thị trường nó cân bằng ấy sau một cái nhịp mà nó kéo được chưa sau một nhịp mà nó kéo hồi thì nó sẽ có một cái trạng thái cân bằng đây nó như thế này đó đúng không đa số nó đều là như thế nhá nó đều kéo một cái trạng thái rất là dốc và cái đoạn ngon ăn nhất ấy là cái đoạn trạng thái kéo dốc như thế này và thường nó đi kèm với thanh khoản rất nhỏ nghĩa là nhà đầu tư chưa sẵn sàng vào đến lúc mà làm sao nó kéo lên cao rồi thì mọi người mới bắt đầu fomo đúng không không có hàng mới bắt đầu fomo thì nó sẽ tạo ra một cái trạng thái rung lắc để rung rũ những nhà đầu tư nào mà là những nhà đầu tư yếu kém đấy chứ non nớt trên thị trường thì nó rung rũ cho bằng sạch đấy cứ mua cao thì nó sẽ làm sao rũ cho phát thì lại phải cắt lỗ đúng không ạ đấy nên là nó sẽ có những trạng thái này rũ này, rồi lại hồi này xong lại rũ này Đấy chứ? hồi này, hồi xong lại rũ này, được chưa? tạo một cái cảm giác rất là khó chịu. Đấy. Và thường kết thúc một cái nhịp mà nhịp uh, như thế này, đấy, một cái nhịp đi ngang này, thì thường nó sẽ tạo một cái trạng thái là gọi là gì? Um, uh, thanh khoản nó rất là nhỏ, đấy, để nó tạo một cái trạng thái là um, không muốn, không có ai muốn mua bán nữa dùng. Đấy. Thì chúng ta thấy là cái dạng này của thị trường nó cũng xảy ra rất là nhiều, nhá, rất là nhiều. Đây chúng ta để ý này, cái giai đoạn này đấy nó phải tạo cho chúng ta một cái trạng thái là cứ rung lắc rất là nhiều và làm cho mọi người thật sự là chán nản đúng không ạ đấy kéo lên này. đến đoạn này nhá bắt đầu dòng tiền nó kéo lên thì thanh khoản rất là bé so với trung bình đúng không xong rồi đến những lúc mà nó lên đến cái vùng đỉnh này mới bắt đầu có dòng tiền fomo vào này. kéo lên này, nó lại đạp xuống này kéo lên này, nó lại đạp xuống này đấy chưa đó hoặc là kéo lên đoạn này nó lại đạp xuống đấy nó sẽ tạo một cái trạng thái là cứ kéo rồi lại rũ rung rũ rung rũ được chưa? Và giống rũ xong cuối cùng thì nó mới kéo vào một cái pha pha chính nhá. Nên là hiện tại chúng ta vẫn đây hay là đoạn này cũng thế này. Đấy, kéo một đoạn với thanh khoản rất nhỏ nhá. Lên đến cao mới bắt đầu phô mô. Phô mô xong thì nó sẽ rũ cho một hai phiên. Đấy, rũ thẳng một hai phiên rồi sau đó nó lại cân bằng, thanh khoản nhỏ rồi lại kéo này, rồi lại rũ này. Và thường nó kết thúc cái pha đấy nó sẽ bằng những cái trạng thái mà thanh khoản rất nhỏ. Để làm gì? Để làm cái nó tạo thành một cái cái không gian là mọi người kiểu chán nản hết rồi đúng không? Không ai muốn mua, không ai muốn bán bởi vì nó rung lắc quá nhiều rồi. Thì chính những cái thời điểm này nó mới bắt đầu là thị trường nó mới bắt đầu nó kéo thẳng đi lên. Đó. Nên là đoạn này thị trường thì cũng sẽ tương tự thôi nha các anh chị nhá. Đoạn này thị trường nó cũng sẽ tương tự là nó sẽ có một cái trạng thái là làm sao? Theo mình là cái view, cái view của mình hiện tại nó vẫn mình vẫn giữ nguyên, đó chính là những cái pha rung lắc này nó là bình thường, được chưa? Nó sẽ có những trạng thái kéo xuống này, rồi lại giật lên này, kéo xuống này, giật lên. Đấy, nó sẽ trải qua trải qua có thể là một hai tuần hoặc là thậm chí là dài là nó sẽ kéo dài khoảng một tháng được chưa đến những cái lúc nào mà nó rũ thật mạnh được chưa và sau đó nó cân bằng kiệt cung với thanh quản cực nhỏ đấy, hoặc là thanh quản nó nó nhỏ hơn so với mức trung bình thì lúc đấy là mọi người sẽ cảm thấy là uh, chán nản à? và bỏ quên thị trường rồi thì lúc đấy nó mới bắt đầu kéo lên nhá nên là cái giai đoạn sắp tới này này nó sẽ là cái thời điểm mà thị trường đi ngang và cái thời điểm thị trường đi ngang đó chính là cái thời điểm mà cổ phiếu nó sẽ có cái trạng thái tích lũy chưa? Nó sẽ không tăng dốc lên nữa mà nó sẽ có trạng thái tích lũy. Đa phần nó sẽ là như thế. Và trạng thái tích lũy như vậy thì nhà đầu tư nào ấy mà muốn đánh và chiến thắng trong nhịp sắp tới thì chúng ta chỉ có một cách, đó chính là rung lắc chúng ta nhặt. đấy chưa? Rung lắc chúng ta nhặt hàng. Ví dụ như là cái giai đoạn vừa rồi mình có chia sẻ là nếu nó có rung lắc về những cái vùng 1250, 1260 thì các anh chị phải chủ động gom cổ phiếu, đấy chưa? Và chúng ta phải gom cổ phiếu khỏe nhá. Đấy, nên là đoạn này nó cứ có kéo lên thì các anh chị cũng đừng có vội nhồi hàng quá nhiều mà hãy đợi những pha mà nó rung lắc điều chỉnh giá đỏ đấy chứ. Các anh chị lúc đấy các anh chị mới mới gom thêm gom thêm đấy chứ? Bao giờ gom đủ rồi thì chúng ta đứng ngoài và cứ thế ôm hàng thôi nhá. Đợi bao giờ nó vào một cái đà tăng. Được chưa? Hoặc là trong cái quá trình mà nó đi ngang cái này, chúng ta sẽ xem xét được là đâu sẽ là cổ phiếu khỏe để chúng ta dồn tỷ trọng vào. Có đâu là cổ phiếu yếu thì chúng ta nên cơ cấu và cắt tỉa dần. Đấy, được Thì cái vùng này nó sẽ là cái cái hành động chính của chúng ta sẽ là như vậy nhá Ok thì sau khi mà chia sẻ với các anh chị xong về cái view của thị trường sắp tới cũng như là những cái hành động chủ yếu được chưa bởi vì hiện tại theo mình là nó sẽ không có những cái hành động gì khác và quá đặc biệt đâu nhá Bây giờ bảo để mua một phát và ăn thêm 23 phần trăm nữa ấy, ăn luôn ấy, như cái đoạn này, này thì cực kỳ khó nhá rất là khó và mình nghĩ là nó sẽ không có cái cơ hội đấy nhiều nữa được chưa nên là bây giờ chúng ta chỉ có thể làm sao kiên trì và đi tìm những cái cổ phiếu khỏe tìm những cái điểm mua đẹp để chúng ta gom dần gom dần nhá để lấy vị thế đến khi mà nó bứt luôn ấy là chúng ta đã có đủ hàng được chưa và lúc ấy chúng ta chỉ việc nắm giữ thôi được chưa nhá nên là trong đoạn sắp tới là đánh sẽ rất là xương được chưa sẽ có những thời, thời điểm và những cổ phiếu mà chúng ta sẽ phải gom hoặc là nó không tốt chúng ta sẽ phải đảo sang những hoặc là nhồi sang những cái cổ phiếu nó khỏe hơn được chưa nên là cái phần hai mình muốn trao đổi luôn với các chị đó chính là chính chúng ta sẽ trao đổi về cái tư duy lựa chọn cổ phiếu khỏe và cái nội dung rất là quan trọng bằng cách chúng ta sẽ làm sao? Lựa chọn những cổ phiếu trung hạn bằng mẫu hình VCP nhá. Những cái nội dung này thì mình đã chia sẻ với các anh chị rất là nhiều rồi. Đó, nhưng mà ngày hôm nay thì mình vẫn muốn nhấn mạnh lại để cho những anh chị nào mà chúng ta chưa có cơ hội xem, chưa có cơ hội xem những video trước thì chúng ta có thể ôn lại nhá. Chúng ta có thể xem lại và 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 hiểu hiểu rõ được cái phương pháp, được chưa? Thì đấy là thị trường chung. Hôm nay chúng ta bây giờ chúng ta sẽ lướt qua về một số cổ phiếu tăng mạnh ngày hôm nay. Nếu mà các anh chị có theo dõi về cái nhóm upcom sàn upcom thì những cổ phiếu như vlc mình đã có chia sẻ với các anh chị ở những cái điểm mua là 17 đúng không ạ đấy và đến hiện tại nó cũng có cái mức tăng khoảng chừng là hơn 10 đấy từ những cái vùng 17 lên đến những cái vùng lá 19 nhá hơn 10 phần rồi hay là VEA là những thời điểm là nó quanh vùng 38 39 là mình cũng có chia sẻ với các anh chị là chúng ta làm sao nên mua những cổ phiếu như thế này được chưa đấy đánh các anh chị có thể đánh vốn nhỏ cũng được nhưng mà chúng ta cần phải biết được là những cổ phiếu này nó đang có cái trạng thái tích lũy form mẫu rất là ổn rất là đẹp và rất là chặt chẽ và nó đang có cái dòng tiền đánh vào thì các anh chị nên đánh và trải nghiệm những cổ phiếu như thế này cho mình nhá đó hay là DHT này chúng ta để ý này đó nó đều là những cổ phiếu khỏe mặc dù thanh khoản không quá to đấy nó không phải là những cổ phiếu mà chúng ta có thể đi vốn lớn được nhưng mà nó có những cái trạng thái form mẫu ok để chúng ta có thể làm sao theo dõi theo dõi và áp dụng cho những cái nhịp nhịp sau được chưa đó còn đối với những đây là những cổ phiếu mà nó có cái thanh khoản nhỏ hơn nhá được chưa thì chúng ta thấy là nó đều có cái mức tăng đấy nên là các anh chị nào mà đánh lướt hay là đánh tỷ trọng vừa phải đấy đánh ngắn thì chúng ta đều có cái mức lợi nhuận rất là ok được chưa và tận dụng được những cái nhịp này của thị trường đặc biệt là cái cái nhóm upcom nhá cái chỉ số upcom mình thấy là trạng thái của upcom bây giờ vẫn rất là ok rất là khỏe được chưa và nó nó sẽ có cái trạng thái cân bằng quanh đây và nó sẽ lại kéo đi nhá với một cái sóng như thế này thì mình theo mình là cái view về cái nhóm upcom này là nó sẽ vẫn còn kéo lên tiếp bởi vì mình nhìn thấy một cái trạng thái là đa số cổ phiếu upcom nhé nó đều đang bật từ nền đi lên và nó bật từ một cái form mẫu mẫu hình vcp cũng có nền ngang cũng có được chưa và nó đều có một cái trạng thái là bật lên từ nền thì chắc chắn với cái sóng này nó sẽ còn đánh lên nữa nhá nó sẽ giống như là những cái giai đoạn này đấy nó sẽ kiểu thế này đúng không nó sẽ chỉ đi chỉnh một tí thôi rồi nó lại kéo lên tiếp được chưa nhá nên là với những trạng thái như thế này thì nó sẽ còn còn đánh lên nữa đây đây đúng không sau những cái nhịp rũ này đấy thì thị trường chưa vượt đỉnh nhưng mà những con upcom nó đã vượt đỉnh trước được chưa và mình đánh giá là với cái trạng thái sóng này thì nó vẫn còn khỏe nhá vẫn còn khỏe chán bởi vì bản chất là upcom chúng ta nhìn này nó mới có thanh khoản nó nhồi vào khoảng 3 phiên nay thôi chứ mấy đúng không mới có 3 phiên nay nhồi vào thôi chứ mấy đó nên là về cái sóng như thế này thì nó sẽ vẫn còn mạnh nhá. Nó mới có những cái trạng thái bùng nổ thanh khoản ở những 3 4 phiên, 5 phiên một tuần gần đây nhá. Nên là nó sẽ vẫn còn kéo. Thì đấy là cái cái view và quan điểm của mình nhá. Nên là các anh chị nào mà đang tầm ngắm upcom thì cũng có thể uh, theo dõi một số cổ phiếu mà mình có đề cập với mọi người nhá. Thì đấy là nói riêng về nhóm upcom. Còn uh, nói về cổ phiếu nhá, về những cổ phiếu khỏe thì chúng ta thấy là uh, cuối tuần trước thì mình có đề cập với các chị về một cái uh, cổ phiếu là DTD. Được chưa Tại sao mình lại lựa chọn DTD? Bởi vì bởi vì chúng ta để ý này, là về form mẫu nhá, nó đã đạt cái trạng thái là mẫu hình VCP, được chưa? Ba cái nền này, một này, hai này, ba này, được chưa? Biên độ nó thu hẹp dần nhá. Biên độ thu hẹp dần và chúng ta thấy tại cuối tại cuối của cái nền tảng nhá, trạng thái kiệt cung này, được chưa? Thanh khoản rất bé. Rồi sau đó nó có những cái trạng thái dòng tiền nó vào liên tục liên tục này, được chưa? Hai phiên dòng tiền mới mà này. Đó, rồi hai phiên dòng tiền cực lớn bật tăng trần, được chưa? thì những cái phiên rũ này với cái mức thanh khoản nó không quá lớn như thế này thì những cái cổ phiếu này nó sẽ sớm đúng không nó sẽ sớm cân bằng và nó lại đi lên tiếp nhá nên là mình có đề cập với các anh chị là chúng ta hoàn toàn có thể gom ở những cái vùng giá khoảng 30x đến 31x được chưa nên là những cái vùng giá của DTD quanh 31 ấy, nó sẽ là những cái vùng mà chúng ta gom rất là ok thậm chí là 32 nhá đấy ngày hôm nay nó giữ trên 33 này thì mình đánh giá là nó sẽ kiểu thế này đấy thì những cái vùng quanh 31 32 này là các anh chị hoàn toàn có thể lấy được rồi. Được chưa? Nhá. Đấy, nếu mà nó còn rung lắc, còn nó mà kéo một mạch lên luôn ấy thì các anh chị nào mà không tham gia được thì theo mình rất là đáng tiếc nhá. Còn nếu mà nó vẫn còn cho chúng ta cơ hội rung lắc thì các anh chị cần phải gom được đủ hàng cho mình ở những cái vùng khoảng 31 32 thì theo mình nó sẽ là cái vùng hợp lý. Và DTD nhá. DTD này là một trong những cổ phiếu mà mình đánh giá là là, là cái form mẫu của nó rất khỏe và dòng tiền nó vào nó đánh như thế này nhá. Thì thì nó sẽ còn kéo liên tiếp Đấy và chúng ta không biết được là nó sẽ kéo lên đến đâu đâu. Được chưa? Thì cái view trung hạn của mình thì trước mắt là sẽ view lên những cái vùng giá khoảng à 4x đến 5x. Đấy, thì mình đang view nó nó sẽ kéo lên tầm những cái vùng này. Được Với cái trạng thái dòng tiền như này và cái trạng thái tích lũy nền tảng rất là lớn của nó nhé, Từ những thời điểm tháng 4 năm 2022. Được chưa? Đến bây giờ là nó khoảng 2 năm rồi. Được chưa? Tháng 4 năm 2022 đến bây giờ là cái form mẫu này nó được tích lũy trong 2 năm rồi nhá. Thì nó đánh lên nó sẽ làm sao nó sẽ đánh rất là rất là mạnh, được chưa? một cái cấu trúc mà nó tích lũy 2 năm thì nó sẽ đánh lên rất là mạnh, thì đấy sẽ là cổ phiếu mình ưu tiên hàng đầu, nhá. và mình cũng đang trong một cái trạng thái gom, đấy. đặc biệt là nó có hai cái phiên, một phiên pivot này, một phiên dòng tiền đánh lên liên tiếp này, được chưa? đấy thì những cái trạng thái mà nó rũ như thế này, nó là những cái trạng thái gì? nó là những cái pha squat, được chưa? nó là những cái pha squat có nghĩa là sao? để nó bật tăng lên mạnh nữa, nó sẽ có những cái độ nhún, được chưa? nó sẽ nhún đấy nên là nó nhún một phát này và nó sẽ bật lên mạnh hơn nhá yeah. nên là DTD các anh chị phải chú ý cho mình cổ phiếu thứ hai mà chúng ta tập trung đó chính là DPG cũng có một trạng thái mẫu hình VCP được chưa đây chúng ta để ý đây biên một này biên độ thứ hai này biên độ thứ ba này và đánh lên được chưa nhá yeah. và đánh lên thì cái con DPG này đó nó đã đánh vượt 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 đỉnh rồi nó đã đánh vượt đỉnh rồi và chúng ta thấy đây là một cái điểm pivot của nó này được chưa? Điểm pivot này. Đấy, cắt lên trên em 20 này và từ đó nó cứ kéo thẳng cái thôi. Nên là bây giờ các anh chị muốn mua được nữa ấy, thì theo mình là chúng ta chỉ có thể kê ở những cái vùng giá khoảng 54 được chưa? 54, 53, 54. Để chúng ta làm sao? Canh những cái điểm mà nó backtest nó điều chỉnh về đây. Được chưa? Nhá, nó điều chỉnh về những cái vùng này, chúng ta sẽ gom, được chưa? Nếu mà nó có điều chỉnh về đây, chúng ta sẽ gom được. Được chưa? Và nó điều chỉnh về đây các anh chị nên nên tham gia nhé, nên tham gia. Đối với DBG bởi vì sao chúng ta nhìn này, dòng tiền nó đang đánh mạnh vào như thế này cơ mà. Được chưa? Đấy, nó đang đánh mạnh này thì các anh chị cứ cứ cố gắng là nếu mà nó có những pha rung rũ, được chưa? Có thể là từ 52 đến 54 các anh chị có thể gom gom dần gom dần để cái mức trung bình nó cũng chỉ quanh khoảng 53 thôi. Thì mình thấy là nó vẫn hợp lý nhá. Được chưa? Chứ bây giờ mà chúng ta không có một cái động thái là gom luôn ở những cái vùng 54x ấy thì nói thật là đến lúc mà nó kéo lên luôn thì làm sao chúng ta sẽ không có hàng, được chưa? Mà chỉ đợi hẳn về 52 thì chưa chắc nó đã về. Đấy thì mình đánh giá là nó sẽ có những cái trạng thái mà nó có thể nó sẽ test lại cái M20 thì để xem là nó sẽ điều chỉnh về đâu thì chúng ta sẽ gom dần nhá chúng ta sẽ kê dần thì đây sẽ là cổ phiếu mà chúng ta tập trung thứ hai được chưa về mức giá có thể là chúng ta sẽ không thể nào mà bàn với nhau về đúng vùng giá được à, về đúng mức giá đấy được nhưng mà chúng ta có thể căn ke được về vùng được chưa để chúng ta có thể gom gom với một tỷ trọng nó mỗi vùng nó sẽ mỗi mỗi mức giá nó sẽ có tỷ trọng vừa phải để làm sao để chúng ta gom được ở cái mức giá trung bình là tốt nhá thì cổ phiếu thứ hai là DTD à, DPG được chưa nhá thứ hai là DPG cổ phiếu thứ ba mà mình muốn chia sẻ với mọi người đó chính là cổ phiếu DGC đấy DGC thì nó là một cái form uh, cốc tay cầm nhá cốc tay cầm đây chúng ta để ý đây là phần cốc này được chưa thì đây nó sẽ là một phần tay cầm nhá được chưa đó thì chúng ta sẽ theo dõi là nếu hiện tại thì mình vẫn đang gom nó ở những cái vùng khoảng 120 nhá Nếu nó có những cái pha điều chỉnh về 120 thì mình sẽ sẵn sàng gom còn không mà nó cứ neo trên, trên cao này thì mình vẫn chưa đánh được nhá đặc biệt là nó có những nó có những phiên mà nó kéo dưới này đấy nên là mình không sẵn sàng mình mua ở những cái vùng giá khoảng 130 đâu được chưa mà mình sẽ làm sao chỉ kê ở những cái pha điều chỉnh được chưa chỉ kê ở những pha điều chỉnh để nó cân bằng ở đây này Đấy nó cân bằng quanh ở những cái vùng mà nó vá lại những cái phá rũ này. Được chưa? Nói chung là quanh 120, 118 đến 120 nhá. Rồi sau đó sẽ xem xét về một cái vị thế trung hạn. Nếu mà nó có dòng tiền nó đánh lên, nó vượt đỉnh thì lúc này chúng ta sẽ giữ tiếp. Còn không thì làm sao? Chúng ta sẽ xem xét là cổ nào mà nó có cái trạng thái dòng tiền khỏe hơn thì chúng ta sẽ cơ cấu dần nhá. Nhưng mà về DGC thì mình đánh giá là uh, chúng ta cũng có thể gom được với một cái form cốc tay cầm nhá. Nó không phải là VCP nhưng mà nó cũng là một form cốc tay cầm. Đấy. Nhá, các anh chị có thể chú ý đối với DGC cho mình à, cổ phiếu tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với mọi người hầu như là cái những cổ phiếu này là mình đã chia sẻ ở cuối tuần rồi đúng không ạ nhưng bây giờ là chia sẻ với mọi người thêm thôi nhá chia sẻ lại thôi à, về HDC thì chúng ta thấy là nó cũng là một cái trạng thái VCB đấy chứ nhưng mà nó 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 có cái cái cả nó là không phải là cái nền ngang mà nó là cái cả chéo nhá nó là một cái cả chéo đấy biên độ nó thu hẹp dần này chúng ta để ý nhé. biên độ nó thu hẹp dần đấy và bây giờ mà biên độ nó thu hẹp dần và nó đánh lên nữa vượt đỉnh nữa thì nó rất là ngon nhá nó đánh lên nó vượt được cái cản chéo này thì nó rất là ngon được chưa nên là nếu mà xác định đánh bất động sản thì mình thấy là gom HDC nó vẫn còn vẫn còn ok hơn là bây giờ mà chúng ta gom những cổ phiếu như là DIG được chưa cả đoạn vừa rồi mình không có đề cập các anh chị mua DIG luôn bởi vì mình biết là nó làm sao nó là một trong những cổ phiếu loại ba và nó không khỏe ở đoạn này khi mà nó có những trạng thái rũ nền nhá yeah. rũ nền đây đúng không đây là những cái điểm vượt tỉnh của nó này thậm chí nó rũ thủng thủng và bây giờ nó còn chưa vá lại được cho chúng ta thì những cổ phiếu này nó sẽ cực kỳ yếu trong giai đoạn sắp tới nhá yeah. còn uh, những cổ phiếu mà nó có những cái trạng thái mà nó nó rũ xong và nó vá lại cho chúng ta bằng những cái phiên mà pivot này được chưa và dòng tiền đánh lên này thì những pha rũ này, này nó là những pha squat nhá yeah. những pha squat đấy chúng ta sẽ nếu mà muốn thăm dò chúng ta sẽ lấy một phần ở quanh những vùng 30x nếu mà nó có trạng thái dòng tiền quay trở lại và vượt lại cái vùng giá khoảng 33 thì đấy nó sẽ là một cái điểm gia tăng và là một cái điểm đánh cuối cùng, đấy chưa? Nó bùng nổ với von lớn, nó vượt đỉnh thì lúc đấy nó sẽ là điểm đánh cuối cùng đối với HDC nhá. Nó vượt cái cản chéo này thì chúng ta sẽ không đánh nữa, đấy chưa? Và chúng ta chỉ gom nó khi nó ở trong vùng này thôi. Đấy, thì HDC mình đánh giá là nó sẽ yếu hơn so với nhá, DTD, DPG và DGC như mình vừa chia sẻ nhá. DTD và D, uh... DTD và DPG là hai cổ phiếu khỏe hơn nó nó sẽ có cái trạng thái khỏe hơn à, tiếp theo thì mình thấy là có DCM chúng ta cũng có thể theo dõi nhá đây nó cũng có một cái trạng thái mẫu hình VCP biên độ của nó thu hẹp dần đó và nó đã có những trạng thái vượt đỉnh đấy đỉnh lịch sử thì nó chưa vượt nhưng mà nó vượt qua những cái trạng thái kháng cự ở những cái vùng khoảng 36 này là nó đã vượt nên là nếu mà nó có những cái pha bách test lại về những cái vùng quanh 36x nhá thì nó sẽ là những cái điểm bách test lại hợp lý để chúng ta có thể làm sao gom nhặt lại những cái điểm backtest, cái điểm vừa đấy chưa chúng ta nhìn này điểm pivot này dòng tiền cực lớn này đấy chưa và sau đó dòng tiền nó cứ đánh lên liên tiếp này đấy những cái pha điều chỉnh này von nó không quá lớn nhá không quá lớn nên là nó điều chỉnh về những cái vùng pivot nó sẽ lại làm sao bật lên đấy chưa đó nên là chúng ta sẽ canh ở những cái thời điểm như vậy nhá chúng ta sẽ chỉ mua các anh chị nên nhớ là chúng ta chỉ nên mua khi mà nó có điều chỉnh thôi chứ chúng ta đừng có nên mua đuổi đấy chưa đừng nên mua đuổi Nhá. và các anh chị cứ yên tâm là nó sẽ có chỉnh nhá. nó sẽ có rung lắc và điều chỉnh cho chúng ta thôi chứ đừng có sợ sợ mà cứ mua đuổi là đến lúc là là thị trường mà nó không ngon ấy là chúng ta lại kẹt hàng nhá. kẹt hàng và như mà mua đuổi nó sẽ rất khó là xử lý còn khi mà chúng ta mua ở những cái vùng mà nó gọi là điều chỉnh ấy thì cái việc mà chúng ta xử lý nó sẽ dễ hơn bởi vì là khi mà thị trường xấu ấy thì chúng ta sẽ thấy là điểm mua của chúng ta nó gần với những cái điểm quản trị rủi ro nên là nếu mà nó có những cái trạng thái cực xấu và nó gãy nền các thứ đấy chưa hay là dòng tiền nó thoát ra thì lúc ấy chúng ta thoát ra thì nó cũng ở một cái mức gọi là rủi ro nó ở cái mức vừa phải được chưa thì đấy nó sẽ là cái cái điểm mua nó sẽ an toàn hơn nhá còn DCM thì mình đánh giá là những cái vùng giá khoảng 36X Đấy chưa? À, một cổ phiếu nữa Nó không phải là mẫu hình VCB Nhưng mà nó có một cái trạng thái nền ngang Đấy chưa? Và nó có những cái trạng thái mà Tạo những cái nền nâng dần HAG thì mình thường mình không đánh nhiều nhưng mà cái nhịp này đấy chúng ta để ý này nó có dòng tiền vào và nó tích lũy nền ngang thứ hai nhá và nó có những cái điểm pivot ở đây để chợ thì chúng ta cũng có thể chú ý được để bây giờ nó vẫn còn đang quanh những cái em 20 nhá vẫn quanh em 20 thì những cái vùng giá khoảng 13x đến 14 là những cái vùng mà chúng ta hoàn toàn có thể mua được mà đúng không đấy 13x đến 14 hoặc là thậm chí là hơn 14 một xíu chúng ta hoàn toàn có thể lấy một phần vị thế được không chỉ đến lúc mà những cái cổ phiếu mà nó có cái tính chất mà nó phiêu như HAG mà nó vượt đỉnh nhá. Nó vượt đỉnh lịch sử này, và vượt cái nền tảng nó vượt đỉnh uh, cái thời điểm mà uh, tháng 1 năm 2022 này. Đó, và nó vào một cái trạng thái dòng tiền nó cứ dòng tiền điên nó đánh ấy thì nó sẽ cũng rất là phiêu nên là những con này thì bảo là đánh trung hạn, đánh vốn lớn thì mình nghĩ là không nên. Nhưng mà nó là một cái góc nhìn để chúng ta có thể đánh với cái lượng vốn nó vừa phải thì cũng có thể theo dõi được nhá. HHG thì thực chất là mình không hay đánh đâu, nhưng mà nếu mà nó có form thì mình cũng sẽ chia sẻ với anh chị nhá. Giống như cái dịp này này cái đoạn này này dòng tiền nó đánh vào liên tiếp này thì mình có chia sẻ với các anh chị là các anh chị nào thích đánh ý, thích đánh rồi thì vẫn đánh được nhớ? vẫn đánh được bởi vì là mặc dù nó là một trong những cổ phiếu mà nó nói chung là cũng, uh, cũng là penny và làm sao đánh nó cũng rất là phiêu đánh lên thì cũng rất nhanh nhưng mà đánh xuống thì cũng rất là gớm đúng không ạ nên là uh, chúng ta cũng phải cẩn trọng đánh không nên đánh vốn quá lớn vào những con này nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn được cái trạng thái mà nó có dòng tiền nó vào nó đánh nó kéo thì chúng ta cũng nên tận dụng nhá nên tận dụng được đấy là tiếp theo là đối với HAG hay là một cổ phiếu uh, về uh, ngành đường đúng không uh, QNS thì bản chất là nó vẫn là mẫu hình VCP và nó có những cái điểm pivot vượt đỉnh và nó cũng chưa vượt xa quá đỉnh thì chúng ta cũng có thể làm sao vẫn tiếp tục gom được nhá vẫn tiếp tục gom ở những cái vùng giá khoảng 49 đấy 49x như mà mình có chia sẻ với mọi người đấy được chưa đấy thì nó vẫn đang ở những cái vùng mà làm sao đây nó có điểm pivot và nó không hợp thời đúng không? Thời điểm thị trường này nó nó bị điều chỉnh thì những cổ phiếu này nó bị điều chỉnh theo là bình thường nhá. Đấy, những cổ phiếu này nó sẽ vẫn vẫn lên kiểu lên từ 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 từ. Được chưa? Thì các anh chị cũng có thể theo dõi được con QNS. Đấy, hiện tại QNS của mình thì vẫn đang quanh vị thế khoảng quanh 40 48 49 thôi nhá. Vẫn đang giữ chứ chưa có gì cả. Nó cũng là một mẫu hình VCP đấy và nó là vượt đỉnh lịch sử. Những cái con mà vượt đỉnh lịch sử ấy thì nó sẽ làm sao? Nó chạy chưa biết được đâu là đỉnh đâu nhá nên là đang có dòng tiền vào thì chúng ta cứ thế mà chúng ta theo nó nha theo đấy hầu như là những cổ phiếu mà mình có chia sẻ với mọi người hết rồi nhá chứ không phải là chưa hầu như là đã chia sẻ hết rồi hôm nay chỉ là nói lại thôi nhá nói lại thôi còn bản chất là cũng không có gì mới cả ai mà xem video thường xuyên thì mình thấy là các anh chị hoàn toàn có thể hiểu rõ được những cái mà mình chia sẻ nhá còn để xem nào xem có cổ phiếu nào mới mới để chia sẻ với mọi người không chúng ta thể ý nhá là hôm nay là nó làm sao nó đều có cái trạng thái là nó ở đoạn này nó kiệt cung đúng chưa đấy những cái trạng thái này nó kiệt cung thì chúng ta phải xem xét là nếu mà nó kiệt cung vài phiên ấy, đấy chưa và nó đánh lên với dòng tiền lớn vào ấy thì khả năng ở đây nó sẽ là một cái vùng vùng đáy mới đấy chưa và nó sẽ đánh đánh lên rất là mạnh nhá nên là nếu mà nó kiệt cung hai ba phiên như pvs này đấy hoặc là kể cả một phiên và phiên sau nó đánh một phát vượt đỉnh với thanh khoản lớn ồ vào nhá thanh khoản lớn vào sau một phiên kiệt cung thì đảm bảo những cái điểm mua đấy các anh chị vẫn mua được nhá Đấy mua đuổi những cái điểm đấy vẫn được để đánh ngắn vẫn được nhá đấy nó sẽ là những cái điểm điểm pivot những cái điểm, uh, điểm pivot trong ngắn hạn thôi đấy chưa nó sẽ làm vượt cái nền này, này. đấy chưa sau một pha kiệt cung sau một pha rũ này kiệt cung này, và bùng nổ ấy. đấy thì những cái điểm đấy nó sẽ là những cái điểm mà các anh chị mua đuổi được theo mình là được nhá và đánh ngắn được đấy nên là chúng ta cũng có thể chú ý đấy ví dụ như là pvs này có thể có thể là nó sẽ kiệt cung khoảng một hai phiên rồi sau đó nhá rồi sau đó nếu mà nó có một cái phiên mà nó đánh bùng nổ lên được chưa dòng tiền nó vào thì đấy nó sẽ là một cái điểm mà các anh chị hoàn toàn có thể mua đuổi để làm sao để đánh ngắn được chưa nhá để đánh ngắn A à, 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 thì cũng là một trong những cổ phiếu mà uh, view cho mọi người trung hạn tuy nhiên thì cái phiên hôm trước thanh khoản bán ra hơi to hơi to thì cũng phải xem xét thêm nhá xem xét thêm nếu mà ai gom rồi thì giữ nguyên tỷ trọng được chưa bao giờ nó vượt được cái cản chéo này bao giờ nó vượt lại được khoảng 11.6, 11.7 với thanh khoản lớn nhá. Sau những pha kiệt cung này thì lúc ấy chúng ta mới nhồi thêm, được chưa? Còn trong trường hợp mà nó uh, mà nó cứ đi lình xình lình xình ấy, và nó lại có một phá dụ nữa thì lúc ấy chúng ta nên cân nhắc là hạ bớt tỷ trọng và đảo sang những cái cổ phiếu khỏe hơn nhá. Giống như HH thời đoạn này này. Mình có đề cập là ở uh, đây chúng ta thấy là nó chạm vào đỉnh nhưng mà nó bị bán ra với thanh khoản lớn quá nên là thoát ra sớm từ những cái thời điểm này, đúng không? Thoát ra sớm từ những cái thời điểm 42x. Đấy, chứ không cần thiết là phải đợi về khoảng bốn mươi mấy chúng ta mới mới thoát để chưa thoát dần ra để làm sao để có tiền để chúng ta sẽ nhảy vào những cái cổ phiếu mà nó có có cái đà tăng mạnh hơn chứ không phải là những cổ phiếu mà nó đang có đà rơi mạnh nhá thì đấy nó sẽ là một trong những cái 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 hướng này chúng ta đánh à còn có HDG nữa nhé HDG cũng là một trong những cổ phiếu đánh lên rất là mạnh nên là các anh chị cũng có thể cân nhắc đấy HDG thì bây giờ nói thật là bảo đu đu ở trên này thì cũng khó nhá cũng khó nhưng mà nếu mà nó có những pha rũ về quanh khoảng 30 31 thì chúng ta có thể gia tăng được chưa? Còn cái chị nào ấy, mà chúng ta muốn có vị thế luôn ấy, thì chúng ta lấy một ít ở 32 được chưa? Đấy nó rũ thêm về 31 chúng ta sẽ đánh mạnh hơn nhá. Đấy còn đã xác định đủ trên này, này thì nên chỉ đu với tỷ trọng nhỏ thôi. Đấy. Đặc biệt là sau những nhịp chỉnh này chỉ nên tham gia những cái cái tỷ trọng nó nhỏ vừa phải thôi nhá, nhỏ thôi. Xác định mua những cái vùng nền ở trên này thì xác định là chỉ thanh chỉ đi vào với tỷ trọng vốn nhỏ. Còn xác định mà đi được vốn lớn ấy, là phải tham gia từ những cái thời điểm mà nó làm sao nó mới như thế này này đúng không? Đấy nó mới như thế này này thì nó mới là vị thế an toàn và chắc chắn nhé. Giống như là PVT cũng là một trong những vị thế mà chúng ta có thể đánh được vốn lớn từ những thời điểm này đúng không? Từ những thời điểm 25x này, đấy nó mới bắt đầu từ nền và nó có cái trạng thái nó, nó bắt đầu nó có dòng tiền nó mới và nó đánh lên thì những cái thời điểm đấy là những cái thời điểm mà chúng ta gom nhặt và có thể đẩy tỷ trọng lớn mà được. Được chưa? Bởi vì nó chưa vào một cái pha kéo quá mạnh đúng không ạ? chứ đến những cái đoạn trên này này mà bảo các anh chị vào tỷ trọng lớn ấy, thì mình nghĩ là khó thứ nhất là nó khó cầm để chợ khó cầm bởi vì nó cứ rung lắc rung lắc rung lắc cái chị sẽ rất là khó chịu và không cầm được sau những cái pha rung lắc này đâu còn ai mà cầm ở những cái vùng 25x này này thì đảm bảo là sau khoảng 2 tuần mà nó cứ đi ngang này cái chị cứ thế mà thoải mái thôi cứ thế mà cầm nữa đúng không bởi vì nó sẽ đi này nó sẽ còn kéo lên nữa nhá yeah. để chúng ta sẽ trải qua được những cái nhịp mà nó rung lắc rất là ok bây giờ bà để điểm mua thì khó nhá yeah điểm trung hạn này khó bởi vì là phía trước cái view của chúng ta nó vẫn còn rung lắc mà đấy nên là chúng ta không biết được là nó sẽ rung lắc đến đâu được chưa nên là bảo cái điểm mua trung hạn là bây giờ để chuẩn thật sự chuẩn ấy, thì khó nhưng mà để có những vùng gom dần thì mình nghĩ là bắt đầu có rồi nhá cứ điều chỉnh này là chúng ta bắt đầu có những điểm gom dần rồi được chưa CMG này đúng không? CMG ngày hôm nay mình cũng có chia sẻ với mọi người là quanh những vùng giá khoảng 57. Được chưa? Hoặc dưới 57 chúng ta có thể gom được đấy thì quanh những cái vùng 57 chúng ta sẽ gom khi mà nó có những cái pha đây nó là một trong những cổ phiếu đánh này cũng rất là mạnh nhá và bây giờ nó đang ở một cái trạng thái điều chỉnh thôi đấy nó sẽ rất giống những cái cổ phiếu như VGI này này nhé chúng ta để ý nhá đây VGI này đúng không rũ này rồi sau đó nó kiệt cung này cân bằng kiệt cung các anh chị phải chú ý những cái trạng thái mà sau những pha rũ nhá mà nó cân bằng kiệt cung được chưa và nó có cái xu hướng mà nó, cứ, cứ dốc lên đấy được chưa đúng không cân bằng kiệt cung này đấy có dốc lên này. và có những phiên bùng nổ thì các anh chị hoàn toàn đu ở những phiên nổ này được cho mình, được chưa? nhá, bùng nổ luôn với thành khoản lớn, ấy. đấy nên là chúng ta chú ý nhá, căn bản là phải là những cái trạng thái kiệt cung, đây, những cái trạng thái kiệt cung này, đấy đánh bùng nổ lên này, rất là ngon nhá, thì đây là những cái cổ phiếu mà nó đang có cái đà tăng rất là mạnh, được chưa? đấy nên là đoạn này chúng ta để ý những cái cổ phiếu nào mà nó đang kiệt cung thì chúng ta cũng có thể uh, cân nhắc và theo dõi, QNS thì chưa thấy kiệt cung đâu thì chúng ta cũng cứ bình tĩnh từ từ. Nhá. có hàng rồi thì cứ từ từ không cần phải gom quá vội những đoạn này đâu. Mà mình thấy là có để xem nào. Kiệt cung à. Đang thấy có LAS này đúng không? Cũng ở một cái trạng thái nền tảng ở đây. đấy chưa? Cũng đang kiệt cung ở đây rồi thì cũng theo dõi thêm vài phiên nhá. Khả năng là nó sẽ chán chán vài phiên nữa đấy. Đấy và cái thời điểm chán chán này nó sẽ chỉ có một số cổ phiếu mà nó nó có cái đà kéo lên mạnh thôi. Ví dụ như DTD nhá. Có thể là nó sẽ kéo lên mạnh những cái cổ phiếu như này đấy bởi vì sao chúng ta nhìn này. hôm nay nó phục hồi với thanh khoản nó cũng rất là lớn nhá đấy cũng dòng tiền nó cũng vào ấy chứ nên là những con này nó không kiệt cung thì nó cứ thế mà nó kéo lên kéo lên tiếp qtp này không thấy kiệt cung vietjet anh chị cũng có thể chú ý đánh ngắn được nhá với một cái trạng thái mà nó điều chỉnh về cái điểm pivot đây này thấy chưa Đấy, cân bằng là quanh vùng này với thanh khoản có xu hướng giảm dần thì các anh chị hoàn toàn có thể đánh ngắn những cái vùng 108, 109 được chưa? Đấy, đánh kéo lên khoảng 120 chúng ta lại chốt được chưa? Nhá. Đấy, chúng ta cứ để ý nhá. Đánh ngắn được ở những cái cổ phiếu như này. Còn hiện tại ở à đây con con gì đây nhìn Cũng khá khá ổn đấy. À TTN, TTN thì sau ngày mai mới chia nhé ngày mai mới chia thì chúng ta sẽ sẽ xem xét đánh sau được chưa ngày mai chủ yếu lên để theo dõi cổ phiếu và chia sẻ với các anh chị thôi ngày hôm nay chúng ta thấy là có uh, nhóm uh, cao su kéo lên rất là mạnh nhé DRI nếu mà chúng ta mua ở những cái vùng giá khoảng quanh 12 hai cái này để chợ là những cái vùng gom ấy thì chúng ta thấy là nó lại tiếp tục kéo rất là ngon nhé đây sau những pha rũ này các chị nhìn ấy nhá sau những pha rũ này Đấy, nó có những trạng thái kiệt cung ấy, kiệt với thanh khoản rất nhỏ đấy chưa kiệt cung như thế này đi khoảng ngang khoảng vài phiên và nó có phiên dòng tiền bùng nổ vào ấy, thì các anh chị đu thoải mái nhá đu thoải mái nó vẫn là những cái phiên gọi là pivot ở những cái trạng thái ngắn này những cái pha bùng nổ lên này sau những cái trạng thái kiệt cung nhá thì nó sẽ đánh lên rất là ok đấy chưa nhá nhất là sau những cái pha rũ này rũ này xong kiệt cung này kiệt cung vài phiên và dòng tiền nó đánh thì các anh chị hoàn toàn có thể đu mình thấy là ổn nhá vẫn ổn đấy có thể đánh này trong ngắn hạn là ổn TCH chưa thấy mặc dù khỏe đấy nhưng mà chưa thấy để xem có cổ phiếu nào thì hay thì sẽ chia sẻ với mọi người TIG thấy điều điều chỉnh với thanh khoản cũng không quá lớn đâu nhưng mà cái mức đoạn này này thì TIG chắc là sẽ phải lấy được ở những cái vùng giá khoảng dưới 14 nhá nó sẽ gần gần em 20 một tí thì nó sẽ ok MIG vẫn tăng ổn này PVS lên khoảng 45 rồi này Đấy, điểm mua của nó là những cái vùng quanh 43 Đấy chưa? nên là uh, con PVS này nó đã có một pha rũ Khoảng cái nền này rồi nhá đây chúng ta nhìn vào đến một giờ thì sẽ rõ hơn đấy PVS này nó có những pha rũ này Mọi người để ý nhá rũ này và kiệt cung này bắt đầu tiền đánh lên này. Đấy chưa? đấy nếu mà nó có những pha đánh lên nữa vượt đỉnh thì nó sẽ là những pha bùng nổ rất là ok nhá nên là đối với PVS chúng ta hoàn toàn có thể có thể đánh được nếu mà nó có những pha bùng nổ vượt đỉnh lên đấy chưa nhá Nên là chú ý cho mình đang kiệt cung rồi đấy có thể là nó sẽ kiệt cung khoảng vài vài ngày đấy chưa hoặc là nhanh thì nó sẽ kiệt cung một ngày thôi và nó sẽ đánh lên luôn nên là chúng ta phải chú ý con PVS đấy chưa nếu mà nó kiệt cung trong vài ngày thì chúng ta cứ kê những cái vùng giá thấp chúng ta uh, kê trước lấy vị thế đấy chưa bùng nổ chúng ta sẽ nhồi thêm thì đấy là một số cổ phiếu khỏe mà mình đánh giá là là ổn để chúng ta đánh nhá uhm. À, có một cổ phiếu nữa là cổ phiếu VCS, được chưa? Nó cũng có những cái trạng thái mà nó đây dòng tiền vào đánh rất là ok này, được chưa? Dòng tiền đánh rất là ok này, điều chỉnh này, điều chỉnh với thanh khoản nó giảm dần, nhá. Có những pha rũ này, kiệt cung này, được chưa? Nếu mà nó kiệt cung một phiên một vài phiên đây đánh lên này, thì nó sẽ là những cái điểm mua rất là ok. Đặc biệt là nó còn có cái form mẫu VCP, nhá. Đây chúng ta để ý này, nhá. Mẫu hình VCP đấy, được chưa? Và nếu mà chúng ta để ý này ấy tiền đánh vào dần này đúng không? Tiền đánh vào dần này, điều chỉnh von nhỏ này. Được chưa? Kiệt cung này. Nhá, kiệt cung một phiên rồi, có thể nó sẽ kiệt cung vài phiên, được chưa? Có thể trong tuần này nó sẽ kiệt cung. Và thanh khoản rất nhỏ. Đấy, chúng ta sẽ làm sao? Những cái thời điểm mà thanh khoản rất nhỏ này thì chúng ta sẽ canh những thời điểm mà nó có giá đỏ, chúng ta sẽ gom dần gom dần mỗi ngày chúng ta nhặt một phần một phần, được chưa? Để làm sao cho khi mà trước khi mà nó bùng nổ, chúng ta sẽ gom được khoảng 50% còn đến cái phiên bùng nổ chúng ta sẽ nhồi thêm Thấy được dòng tiền nó đang đánh vào đúng không Thấy sau những cái phiên mà nó kiệt thanh khoản ấy Mà tự nhiên có một phiên ấy Mà chỉ cần sau một giờ mà thanh khoản của nó đã bằng những cái phiên kiệt cung ấy Thì lúc này chúng ta sẽ làm sao Nhồi pha cuối cùng chưa? Thì những pha cuối cùng nhồi như vậy Nó sẽ rất dễ, nó sẽ là những pha bùng nổ Và vượt được cái đỉnh chưa? Thì đấy nó sẽ là cái cách đánh của mình Với một số cổ phiếu trong giai đoạn tới nhá nên là các anh chị đầu tiên là chúng ta cứ phải chủ động với những vị thế mà cổ phiếu nó có điều chỉnh với thanh khoản nhỏ. Được chưa? Đấy, điều chỉnh là chúng ta cần phải chú ý. Nhá, cứ điều chỉnh là chúng ta có thể gom được và chú ý là phải gom những cổ phiếu mà nó có cái trạng thái tích lũy nền tảng. Được chưa? Và mẫu hình thì đánh nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Được chưa? Ít nhất là nó vẫn đang ở trong một cái vùng tích lũy mà. Đấy, chứ chúng ta nói thật mà chúng ta mua những cổ phiếu ví dụ như FPT ở trên này này thì mình nghĩ là khó rồi. Thật sự là rất là khó và không thể mua được ở những vùng này. Nhá, không thể mua được. Hay là FRT cũng thế. Đúng không? rất là khó ở những cái vùng này đấy chỉ có thể mua đánh ngắn nữa thôi đây chúng ta thấy là đoạn này đang có dòng tiền vào này điều chỉnh này đó thì cũng sẽ rất là khó đánh những đoạn này nhá rất là khó đánh khi mà nó đã kéo lên cao được chưa nên là chỉ có thể tập trung vào những cổ phiếu mà nó có cái trạng thái trung hạn DDV này cũng làm sao đoạn này đi ngang rất là lâu đúng không kiệt cung xem xét nhá xem xét đấy DDV bây giờ bảo để đánh thì khó nhé, đánh thì bây giờ không đánh được DDV nữa rồi đấy sau một cái trạng thái nó đi linh sinh như thế này nó đánh một phiên đâu này nó lại rung lắc nữa thì nói chung là mua đuổi cũng khó cơ nên là DDV chỉ có vị thế ở những cái vùng khoảng 14 x 15 nó là những cái vị thế cực ngon và bây giờ ai không mua được thì chắc là mình nghĩ là không đánh được nữa nhé. theo mình là thế đấy bởi vì nó cũng kéo cách xa nền quá rồi đúng không ạ cách xa nền quá rồi xem con có cổ phiếu nào hay hay thì chia sẻ mọi người chứng khoán thì mình chưa duyệt được cổ phiếu nào ok lắm nhá chứng khoán thì chưa duyệt được chỉ có là cái vị thế của nó là cái vị thế mẫu hình VCB của của con VCI này đã thì nó đang gần cái kênh trung hạn này thì gọi là gì gom ở những cái vùng đáy thôi chưa? kỳ vọng nó là cái vùng đáy thôi được gom trước cái vùng đáy rồi cứ thế mà ôm 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 thật lâu thật lâu nhá đấy còn nó chưa thật sự là nó chưa có cái dấu hiệu của của cổ phiếu khỏe ở đây cả nhưng mà dòng chứng khoán đấy thị trường mà tốt thì nói chung là dòng chứng khoán nó sẽ vẫn sẽ lên thôi được chưa nên là những cái nhóm này này chứng khoán lại chúng ta mà muốn đánh trước ấy, chúng ta cũng nên gom ở những thời điểm mà nó còn xấu như thế này được chưa gom ở những thời điểm mà nó còn xấu như thế này được chưa thì sau này chúng ta sẽ ôm nó cực kỳ lâu nhá còn nó xấu quá thì lúc ấy chúng ta cắt thì không nói nhá nhưng mà nếu mà đánh đổi ở những cái thời điểm mà nó chưa có dòng tiền vào mà nó vẫn còn nhìn nó vẫn còn xấu này được chưa thì chúng ta nên gom ở những thời điểm này ví dụ như là visa những vùng này hay là vic nó cũng có cái form VCP đấy đúng không ạ thì thì chúng ta gom những cái thời điểm mà kỳ vọng nó vẫn còn đang ở đáy nha vẫn đang ở đáy đấy như Vick này vẫn đang ở vùng 17 x này thì mình thấy là vẫn ổn nhá chứ đến lúc mà nó nó vượt ở những cái điểm này nó có những điểm pivot đây này thì khả năng là lúc đấy nó sẽ bắt đầu có dòng tiền vào đấy được chưa mà nó vào lúc ấy là nó cứ thế, cứ thế mà nó kéo thẳng lên được chưa kéo thẳng lên nó vượt đỉnh thì nó sẽ sẽ vào những pha pha kéo kéo dốc nhá nên là chúng ta cứ chú ý, cứ chú ý thôi. Còn không không chắc là nó sẽ kéo lên đâu đâu nhưng mà đấy là mình đang đang phát thảo cho các anh chị về cái form của nó nhé. Nếu mà nó có dòng tiền đánh mạnh và thị trường nó, nó ổn định, thị trường khỏe, được chưa? Đấy nhóm banh với lại nhóm chứng khoán này mình vẫn chưa duyệt được cổ phiếu nào nó đã khỏe ở trong ngắn hạn cả, được chưa? Nó chưa chưa khỏe nhưng mà gọi là gì? Chúng ta gom cho cái mục tiêu trung hạn thì còn có một số cổ phiếu có thể tầm ngắm được, nhá. Đấy, cổ phiếu khỏe như TNG đây thì chúng ta cũng có thể chú ý này một phiên rũ này để xem vài phiên kiệt cung nhá xem vài phiên kiệt cung và đánh lên đấy, thì có thể chú ý được nhá đối với TNG vài phiên kiệt cung ấy đừng mua đuổi làm gì cả cho nó mệt nhá không về gì phải mua đuổi cả mình thấy là có nhiều cổ phiếu kiệt cung lắm rất là hay có pet ngày hôm qua có chia sẻ với mọi người là nếu mà quanh 27x thì có thể, thể lấy được nhưng mà nhìn hôm nay nó đánh lên không dứt khoát thế này để xem nhé hôm nay nhìn nó đánh nên không dứt khoát có thể nó sẽ mất một pha chỉnh nữa rồi mới đi lên được chưa nó cũng có những pha pivot ở đây rồi này thì nếu mà có điểm pivot ở đây này thì những cái điểm mua an toàn này nó sẽ là những cái điểm quanh 27 mươi chưa quanh 27 nó sẽ là cái điểm mua khá là an toàn nếu mà nó có quay trở lại nhé thì chúng ta nên mua những cái điểm pivot như thế này được chưa theo mình là như thế các chị nên 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 có cái có cái nguyên tắc để giao dịch nhé tạm thời là mình thấy như vậy xem nào còn có cổ phiếu nó hay hơn không HSG ngày hôm nay cũng hồi rất là ổn nhưng mà chưa có form để đánh HSG chưa thấy form chưa thấy form để đánh chưa thấy form nhóm cao su để bắt đầu có dòng tiền vào rất là khỏe xem xét thêm chứ bây giờ đu vào thì cũng cũng hơi vội quá uhm. nhiệt điện 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 những pha rũ này chưa kết cung thì cứ để xem nhé cứ để xem uhm. tạm thời là như vậy các anh chị ạ Tạm thời là một số những cổ phiếu như vậy. Xem qua một số cổ phiếu upcom xem có con nào hay hay không. VAA, VLC thì hết điểm mua rồi. Mấy con này hết điểm mua hết rồi. À có PXL điều chỉnh rũ về này, nhưng mà nó chưa thấy kiệt cung thì chúng ta cũng chưa đánh được nhỉ. Yeah. Rũ này chưa thấy kiệt cung chưa đánh được. S cũng tương tự chưa thấy kiệt cung. Đấy có thể là nếu mà nó có vài phiên kiệt cung nữa thì hay nhá, yeah. có vài phiên kiệt cung nữa thì hay. có xác định đã gom ấy thì cứ phải gom khi mà nó điều chỉnh thế thôi các anh chị ạ? đơn giản thôi đoạn này chúng ta chỉ mua khi có điều chỉnh thôi chứ đừng mua đuổi nhá ok thì nội dung ngày hôm nay thì mình có chia sẻ với mọi người hết rồi nhá đa phần là bây giờ bảo để có một cái điểm mua dễ để mua đẹp ấy. thì mình nghĩ là khó và đoạn này đánh rất là xương rất là khoai nhá nói chung đoạn này không dễ đánh đâu đấy đoạn này là hết hết đoạn dễ thôi. đoạn dễ nhất là cái đoạn này thấy này. chưa đấy đoạn dễ nhất là cái đoạn mà chúng ta thấy này làm sao có những pha rũ này được chưa bùn cháp này đấy rũ tiếp này rồi làm sao mở gáp kiệt sức này thì cái vùng đáy mình đã xác định được ở ngay đây rồi đấy, và mình đánh từ những cái thời điểm mà nó vẫn đi lên trong nghi ngờ với cái mức thanh khoản nó không tăng nhưng mà chỉ số nó vẫn cứ đi lên, lên dần lên dần Đấy chưa nó thể hiện một cái trạng thái là gọi là gì tăng trong nghi ngờ đấy thì những cái thời điểm phải đánh cực ngon đánh bây giờ vị thế đều lãi 20 30 phần trăm hết rồi và cứ thế mà ôm thôi Đấy chưa nên là các anh chị vào muộn ấy, là các anh chị phải chấp nhận là đoạn này khó đoạn này khoai, đoạn này xương, nhá. Nên là các chị đánh nó phải cẩn thận hơn và phải có một cái kịch bản nó rõ ràng hơn, điểm mua nó phải cụ thể hơn, nhá. Và nó chỉ về những cái vùng này, các chị mới sẵn sàng mua, được chưa? Và các chị mua cũng phải làm sao? Gom nhặt, gom nhặt, được chưa? Đấy, chia đều tỷ trọng ra, làm sao cho nó phù hợp, tránh những cái trạng thái nào? Làm sao? Hàng chưa về nhưng mà, đúng không? Hàng chưa về nhưng mà nó lại trải qua những cái pha uh, điều chỉnh quá mạnh. Đấy đúng không? Chúng ta không có những cái sự chủ động. Đấy ví dụ là nếu mà nó xảy ra những cái pha điều chỉnh mạnh thì chúng ta vẫn còn tiền chúng ta gom vào những cái thời điểm mà nó giúp lắc mạnh. Đấy đúng không? Chứ chúng ta lại cứ mua hết một cục. đấy chưa? Xong rồi đến lúc mà hàng thì chưa về, chưa thể cắt được. Nhưng mà làm sao? Nó lại cứ giảm giảm cho chúng ta phát thì thôi. Như vậy là rất là khó chịu nhá. Nên là chúng ta đừng có đu. Đấy, đừng có đu. Đấy, như là chúng ta mua những pha điều chỉnh này thì gần như là ở cuối phiên ấy là chúng ta sẽ nhìn lại là danh mục hầu như là đều có lãi hoặc thậm chí là hoặc thậm chí là làm sao lãi mạnh được chưa cùng lắm mà nói gọi là gì không tăng thôi đấy nếu mà các anh chị mua những pha điều chỉnh như này nhá đấy thì ok thì nội dung ngày hôm nay thì chắc là chúng ta sẽ trao đổi đến đây thôi về cổ phiếu thì chắc chúng ta cũng sẽ chỉ có những cổ phiếu như vậy còn nếu mà uh, sau ngày mai ngày kia thị trường nó nó có thêm dữ kiện có thêm những cái cổ phiếu mà nó có tiềm năng thì mình cũng sẽ chia sẻ với mọi người nhá còn các chị nào mà muốn uh, cập nhật những cái nội dung, những cái cổ phiếu, những cổ phiếu tiềm năng thì các anh chị nên tham gia vào dung khuyến nghị bởi vì trong dung khuyến nghị mình sẽ ưu tiên cho các anh chị là người khách hàng của mình, được chưa? Có gắn và ID của mình thì mình sẽ ưu tiên những anh chị như vậy. Chúng ta sẽ có một cái danh mục này, có điểm mua này, được chưa? Có điểm mua này, có vùng gom này, được chưa? Có cái điểm quản trị rủi ro, đấy để chúng ta có thể theo dõi và sẽ cập nhật thường xuyên những cổ phiếu nào mà mình thấy là ok nhất, nhá. Đấy, mình sẽ cập nhật cho các chị thấy là những cổ phiếu nào là ưu tiên nhất và ok nhất Thì mình sẽ cập nhật sớm nhất cho mọi người để theo dõi, được chưa? Nhá, ok Vậy thì uh, ngày hôm nay thì mình sẽ kết thúc cái buổi chia sẻ tại đây Ngày mai thì chắc là mình sẽ uh, theo dõi một số cổ phiếu Ví dụ như là VCF để mình sẽ... Uh, mình, hôm nay là mình gom một phần rồi Đấy, gom một phần K69 Là nó cũng có khớp Đấy, thì ngày mai sẽ bắt đầu theo dõi những cổ phiếu như này Khi mà nó có những pha rũ đây, kiệt này Kiệt cung này, nhìn kiệt cung như thế này Đấy, nói chung là những con này thanh khoản nó không không quá nhiều nên là phải làm sao phải chủ động gom nhặt tại những thời điểm mà nó còn còn đấy nó còn kiểu không có ai để ý đúng không chỉ đến lúc mà nó cứ có những pha đánh thốc lên dòng tiền vào ấy, mọi người mới để ý thì lúc quay đánh nó cũng không hiệu quả nhá hay DTD cũng vậy này chưa? cố gắng đã nhặt được thì phải nhặt ở những cái thời điểm đầu đi đây chỉ đến lúc mà nó cứ kéo lên khoảng 4x mà đánh thì rất là khó nhé rất là khó không đánh được nữa đâu hay là DPG thứ cũng vậy nhé cũng là một trong những cổ phiếu mà mình sẽ canh những pha chỉ đấy canh chỉ hôm nay kê DPG cũng không được đấy nó chia sẻ với các anh chị là như thế QNX thì mình cũng chưa kê thêm bởi vì là nó vẫn còn gần cái mức giá giá gom quá và gom thì mình thì mình vẫn gom vẫn đang đủ hàng rồi đúng không vẫn đang đủ hàng rồi thì cũng không việc gì phải gom thêm làm gì cả đúng không ạ đấy cứ thế mà giữ thôi để xem còn cổ phiếu nào nữa Đấy, những cổ phiếu như là PVT này thì vẫn giữ thôi đúng không? Ôm từ 25x này, thì bây giờ cứ thế mà giữ thôi. Vì gì phải Vì, phải phải đánh thêm vào những đoạn này làm gì cả? Ôm đủ rồi thì bây giờ cứ thế mà giữ thôi nhá. Hay là DDV các thứ cũng vậy này, ôm đủ rồi cứ thế mà giữ thôi. Đấy, kệ nó qua những cái pha chỉnh, PVP cũng thế này, ôm đủ rồi. Hay là MIG này, một số anh chị đánh này, vẫn cứ thế thôi, đúng không? Nó vẫn cứ tăng. Đấy. Cứ ôm nó chả có gì cả nhá, chả có gì cả, đừng có nghĩ là chốt ở đây. Chưa, điểm chốt bao giờ có mình sẽ báo. Nhá. Và bây giờ mình thấy là đa phần nhá, chưa có một cổ phiếu nào nó có báo hiệu điểm bán. chưa? Nó có báo hiệu là điểm bán. Đấy. Và điểm bán nó như thế nào thì cái đấy là mình cũng chia sẻ với mọi người rồi. Và bao giờ nó có điểm bán thì mình sẽ thông báo mọi người sau nhá. Còn với một thị trường mà nó chưa có một cổ phiếu nào nó báo bán. Đấy nó chưa báo bán, chưa báo xấu ấy thì chúng ta cứ thế mà thoải mái mà mà, mà gom nhặt khi chỉnh thôi nhá. Đấy thị trường nó chưa có một cổ phiếu nào báo bán thì chúng ta cứ yên tâm mà mà đánh QTP này cũng hay này nhưng mà chưa đánh lên được chả hiểu sao dòng tiền vào này dòng tiền vào này. chưa thể đánh lên chắc là là nó sẽ vẫn còn lịch sử HG rất là kỳ vọng nhá kiệt cung này đấy kỳ vọng nó sẽ đánh lên con HG này mà đánh lên rất là phiêu HH thì bây giờ chưa thấy bởi vì HH này cái anh chị theo mình nhá nếu mà vẫn còn cầm thì nên nên thoát dần thoát dần đã. bởi vì mình đang thấy nó sẽ giống giống kiểu như này như SSI này đấy bao giờ nó tốt nên chúng ta đánh lại sau Đấy, nó sẽ có những pha rũ này với thanh khoản rất là lớn thế chạm đỉnh này rũ thanh khoản lớn này sau phục hồi von nhỏ này mấy phiên sau nó lại rũ tiếp thế chưa? và nó sẽ mất thời gian ở dưới này này đấy sau một pha rũ mạnh này, nó kết cung ở đoạn này, này thì nó mới đánh lên được nhá nên là thoát sớm bao giờ tốt sẽ đánh lại ở những vùng này có thể là những vùng này nhá đấy, thoát ở những vùng trên này và đánh ở vùng dưới này thì sẽ ok hơn và tận dụng được cái cái dòng tiền hơn nhá chứ đừng để nó bị kẹt ở dưới này đấy bị mất một phiên sàn nữa thì cũng rất là khó khó xử đấy mình ví dụ như vậy ví dụ À, Vốt này thì vẫn khỏe này, Chưa có gì Z đánh ngắn được nhé sau một pha rũ này đánh ngắn được CSV này khỏe quá này Đúng không? Kiệt cung này Để Nói chung mấy con này khỏe ở à đây chú ý CSV nhá Một pha bùng nổ này Một pha kiệt cung này Pha sau mà bùng nổ nữa Thì khả năng là Là cứ thế mà đánh gọi là gì Đánh ngắn cũng được Thấy chưa? Thật sự là như thế KDH này Hôm nay mới chỉ về 35 ừ, KDH này Cũng có thể chú ý cho mình được Nhé Chú ý cho Theo dõi này TNG này nếu mà có điều chỉnh là ngon này về khoảng 24x này kiệt cung điều chỉnh kiệt cung này là ngon đấy VCS được này đấy, còn lại là BIF thì vẫn cần chỉnh thêm này. DBC cũng cần chỉnh này Nam Long này Nam Long mà cây được những vùng quanh 42 này thì ổn nhé 42 thì ổn FTS ấy, như mình vẫn đấy nó cứ về khoảng 42 thì mình mới đánh được chưa cứ về khoảng 42 thì mới đánh đánh thêm, đánh thêm, FTS vẫn cầm nhá, yeah, FTS vẫn cầm. Ok, thì đa đa phần cổ phiếu mà mình chia sẻ với mọi người nó nó ở đấy hết rồi nhá. Yeah. Ok, bye bye mọi người, mình hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Bye bye.